Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 5 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Tại khu vực miền Đông, trời nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào và rông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 cho đến 29 độ. Các thị xã, thành phố thuộc khu vực miền Tây của tỉnh cũng dự báo là gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào và rông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Và đây cũng là hình thế thời tiết khu vực thành phố Hạ Long, một trong những trung tâm du lịch thương mại lớn của tỉnh. Dự báo ngày mai có mưa, mưa rào và rông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ 30 độ. Ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường. Trời nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào và rông. Gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3. Tầm nhìn xa 4 đến 10 km, nhiệt độ từ 25 cho đến 29 độ. Như vậy, thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai phổ biến là nhiều mây. Gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào và rông. Trong mưa rông cần đề phòng có rông xét và gió giật mạnh. Còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Hôm nay ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ phổ biến là từ 36 cho đến 39 độ, có nơi 39 đến 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên và phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 cho đến 37 độ. Sự báo trong đêm nay và ngày mai, ngày 24 tháng 5, mưa rào và rông sẽ xuất hiện trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ với những điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to kèm theo rông mạnh. Trong cơn rông thì có thể xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Nhiệt độ đêm nay giao động từ 24 đến 27 độ, vùng núi cao dưới 20 độ. Còn sang ngày mai, hầu hết các nơi nhiệt độ đều giảm xuống dưới ngưỡng 35 độ, kết thúc những ngày nắng nóng ở cả phía đông và phía tây dãy Hoàng Liên Sơn. Trung bộ thời tiết cũng có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, mưa rào và rông xuất hiện trên khu vực. Trong đó, vùng mưa rông mạnh có lượng khá lớn sẽ tập trung ở các tỉnh Quảng Ngãi đến Bình Thuận nền nhiệt toàn khu vực giảm nhanh, nắng nóng cũng kết thúc với nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam là từ 32 cho đến 34 độ, một vài nơi trên 34 độ. Còn khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 30 đến 33 độ. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xảy ra mưa rào và rông trên diện rộng. Trong đó có những nơi có mưa to và rông mạnh, kèm theo nguy cơ lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm, đặc biệt là vào chiều và tối. Trong ngày thì đôi lúc có những khoảng nắng, nhiệt độ cao nhất ở cả hai khu vực là Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ là từ 29 đến 32 độ. Một vài nơi ở miền Đông Nam Bộ là khoảng 33 độ. Riêng Đà Lạt trời rét về đêm và mát mẻ vào ban ngày, với nhiệt độ đêm và ngày giao động từ 17 đến 23 độ. Chuyển sang thời tiết biển, phía đông bắc biển đông trời ít mưa và gió có cường độ trung bình nên không gây ảnh hưởng xấu cho tàu thuyền. Các nơi khác bao gồm cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa cũng như vùng biển khu vực trung bộ, nam bộ trời có mưa rông, đặc biệt ở khu vực nam biển đông, trong mưa rông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật nguy hiểm. Ngoài ra thì do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên đêm nay và ngày mai ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Kết thúc bản tin dự báo thời tiết sẽ là bảng nền nhiệt độ 3 ngày tới tại một số thành phố du lịch trên cả nước.